Dạ vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác. Và tiếp tục video hôm nay thì em test cái con bot 1006 series 6 sản phẩm thứ hai. Sản phẩm này thì em test đơn gửi tới anh Hùng ở Hà Nội, ở Phú Xuyên Hà Nội nha. Đấy. Rồi ok. Thì về hình thức này con này cũng đẹp như con trước, không khác gì hết nha bác ấy. Rất là đẹp luôn. Về ngoại hình và cũng như là ruột gà bên trong. Tất cả hai con này thì em đã có những video mà em giới thiệu ruột gà cho tất cả bác rồi. Này bao chắc bao đẹp luôn các bác nha. Đấy. Cực kỳ đẹp. Wow. Và con này thì có số series là 3669 nha, 3669. Điện là 230V luôn. Đấy, hàng cực kỳ là đẹp như thế này các bác. Quá là đẹp luôn. Cực kỳ là đẹp xuất sắc luôn nha. Đấy. Các bác nào mà muốn chơi bot thì liên hệ em nha. Bot 1008 series 6 rồi series 5 vân vân. Thì bên em vẫn còn hàng rất là nhiều. Thì các bác có nhu cầu thì alo em. Mỗi chi tiết mua sắm sản phẩm này tất cả bác liên hệ của Hồng qua hai số điện thoại. Rồi. Em đi vào test sản phẩm cho tất cả bác. Mấy con này thì quạt gió nó chạy rất là êm. Dòng đời bút thì quạt gió chạy rất là êm các bác. Rất là ok. Hai sản phẩm thì đều hoạt động ok nha. Rồi thì nói chung thì những sản phẩm này thì độ bền và độ đẹp nó thì không phải bằng. Chất âm cực kỳ là hay. Về dòng bút hàng bút. Đấy. Rất là đẹp. Và video này thì em cũng chốt được một số sản phẩm do tín hiệu do những bộ da này thì em gửi tới anh Tách Hà Long Quảng Ninh nha. Đấy. Anh chốt bên em tổng cộng là 9 sản phẩm nha, do lo và do tín hiệu, do bộ đồ eo của Ý này, do AV Autophone của Đan Mạch này, và dây ba lăng dây sông ly của Anh Quốc đây là dây 305 motor của Mỹ này. Rồi ok, hôm nay em sẽ gửi hàng cho tất cả bác luôn. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác video sau.